Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục An ninh Kon Tum hôm nay, kính mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi phần tin về công tác xây dựng lực lượng và tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua. Phần cuối chương trình là phóng sự Bình yên nơi ngã ba biên giới. Bây giờ là nội dung chương trình. Vừa qua, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Kon Tum đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 07 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới giai đoạn 2014-2019. Dự và trao bằng khen, Thượng tá Trịnh Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể cán bộ ngân hàng trong việc phối hợp làm tốt công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động nắm bắt và thực hiện hiệu quả hướng dẫn về phòng ngừa tội phạm, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Với thành tích đạt được, Ngân hàng Agribank chi nhánh Kon Tum vinh dự được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2014-2019. Vừa qua, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân và sơ kết 6 tháng thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum có Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, công an các huyện, thành phố. Dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân và dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Điểm nổi bật của dự án căn cước công dân sẽ thay đổi cách thức thu thập vân tay, dự kiến ngày 1 tháng 11 năm 2020, Bộ Công an sẽ tổ chức đồng bộ lấy vân tay theo phương thức mới trên toàn quốc. Sử dụng thẻ chip điện tử đảm bảo tính bảo mật cao và tốc độ xử lý nhanh hơn, tích hợp được nhiều tiện ích trong quá trình sử dụng. Căn cước công dân mới được thiết kế mở có thể tích hợp nhiều công nghệ nhận dạng hiện đại trong tương lai. Về dự án cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật bảo đảm thông tin dân cư được chính xác. Dự kiến đến tháng 2 năm 2021 sẽ vận hành thử nghiệm hai hệ thống, tháng 7 2021 sẽ đi vào hoạt động chính thức. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã biểu dương ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần quyết liệt của công an các đơn vị địa phương trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân. Đồng thời cũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là vinh dự mà Đảng, Nhà nước đã giao cho lực lượng công an nhân dân phải hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Nhân dịp bắt đầu năm học 2020-2021, vừa qua, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Kon Tum phối hợp tổ chức chương trình Nâng bước đến trường năm 2020. Chương trình đã trao tặng hai tủ sách gồm sách giáo khoa, vở và các loại đồ dùng học tập cho trường tiểu học xã Đắc Trăm, huyện Đắc Tô và trường tiểu học xã Đắc Rơ Ông, huyện Tumorong. Mỗi tủ sách trị giá 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn trao học bổng Nâng bước đến trường cho 3 em học sinh vượt khó học tốt, là con em của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh thuộc các đơn vị công an thành phố Kon Tum, công an hai huyện Đắc Tô và Tumorong, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng. Chương trình Nâng bước đến trường năm 2020 nhằm tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến lớp học tập, góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh. Đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động xã hội, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên công an tỉnh với quần chúng nhân dân.